Tường Ngô Trung Kiên xin kính chào toàn thể anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video bên em. Và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến anh chị hai tác phẩm, hai siêu phẩm được chế tác trên nền chất liệu gỗ bách xanh Mộc Châu cho em gái đấy. Dạ vâng, trước khi vào tác phẩm thì em xin giới thiệu qua về cơ sở bên em. Cơ sở bên em nằm ở quốc lộ 38, làng nghề Mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương, với hai số hotline quen thuộc là 0944 812 986 và 0822 338 345. Vâng, anh chị ưng tác phẩm nào thì có thể là liên hệ trực tiếp với bên em qua hai số điện thoại này thì em sẽ gửi hình ảnh, video cũng như là kích thước chi tiết ạ. Vâng, để anh chị không phải chờ đợi lâu thì em xin mời anh chị đi sâu vào chi tiết tác phẩm. Vâng, một tác phẩm bên tay của em đây là tác phẩm số 1, là tác phẩm cá chép hóa rồng anh chị nhé. Vâng, được chế tác trên nền chất liệu gỗ bách xanh này. Vâng, với chiều cao là 1m78 ạ, chiều ngang là 84 và chiều sâu là 48. Nhà em tặng kèm cho anh chị một chiếc kỷ 30cm anh chị ơi. Giao lưu với anh chị là 27.500.000 đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc cho em gái này. Vâng, cá chép hóa rồng thì là biểu tượng là sự kết tinh của may mắn này, thành công này, chiến thắng này, đồng thời cũng là biểu tượng cho khát vọng thành công anh chị nhé. Vâng, trước mặt anh chị đây là một chú rồng này. Vâng, một chú rồng với thần thái rất là có hồn cho em gái này. Vâng, đục tỉa chi tiết này, tỉ mỉ này, sạch sẽ cho em nhé anh chị nhé. Có thể là nhìn thần thái của chú này từ những cái chiếc râu, chiếc sừng này, nhà em gọt tỉa này rất là sạch sẽ, kênh bong cho em gái ạ. Vâng, vẩy vẩy cũng là đánh vẩy kép cho em gái luôn anh chị ơi. Một chú rồng vô cùng to này, đem lại những cái điều may mắn, những cái vận khí tốt cho gia đình mình. Vâng, anh chị có thể ngắm kỹ cho em này, từ những cái đường lông này anh chị có thể thấy này. Vâng, chiếc sừng này vuốt rất là cong luôn cho em gái nhá. Vâng, anh chị có thể thấy này. Vâng, rất là đẹp, kênh bong tỉ mỉ cho em gái, sạch sẽ luôn anh chị ơi. Vâng, từ những cái móng chân này, từ những cái móng vuốt của chú nhà em làm cũng rất là già luôn anh chị nhá. Vâng, bên dưới là những cái chú cá chép này. Anh chị có thấy những chú cá chép đang uốn mình trên những cái dòng nước này, vượt qua mọi khó khăn này, thử thách này để vươn lên, để vượt qua những cái cửa ải Vũ Môn để trở biến thành những cái con rồng rất là to lớn, rất là đẹp này, mang lại những cái gì điều những cái điều tốt đẹp nhất cho em gái này. Vâng, anh chị có thể ngắm kỹ cho em từ những cái diện mạo của chú cá này. Vâng, đánh vẩy kép cho em hoàn toàn này, từ những cái chú cá rất là to, rất là mập mạp, rất là mũm mĩm anh chị nhá. Vâng, anh chị có thể ngắm cho em này. Vâng, làm rất là chi tiết tỉ mỉ luôn anh chị ơi. Vâng, từ những cái sóng nước này nhà em uốn lượn này, uốn cong luôn anh chị nhá. Vâng, tỉ mỉ sắc nét đến từng chi tiết một ạ. Vâng, bên này nhà em nghệ nhân bên em còn chế tác này thêm một chú gọi là đầu rồng và mình cá anh chị nhá, đang tiến hóa được một lửa rồi anh chị ơi, đang chuẩn bị thành công để trở thành những cái con rồng rất là to để vươn tới những cái thành công trong công việc và trong cuộc sống anh chị nhá. Vâng, những cái cửa ải Vũ Môn này anh chị có thể thấy làm cũng rất là tỉ mỉ chi tiết cho em gái này. Vâng, một tác phẩm rất là đẹp luôn anh chị nhá. Vâng, những bông hoa sen này anh chị có thể ngắm kỹ cho em. Bông hoa sen là đại diện cho nhà Phật anh chị nhé, mang lại những cái điều bình an may mắn về cho gia đình mình này. Vâng, công việc học tập thì thuận lợi này, anh chị có thể ngắm kỹ cho em từ những cái đường nét chạm trổ này. Vâng, ngoài ra còn chế tác thêm một viên ngọc này. Một viên ngọc rất là sáng, rất là quý luôn đấy, để soi sáng cho gia đình mình, mang lại những cái điều may mắn, những cái vận khí tốt về cho gia đình mình nhá. Anh chị có thể ngắm tổng quan cho em này. Vâng, ngoài ra nhà em còn chế tác thêm một cái mặt nguyệt này. Một cái mặt nguyệt để soi sáng dẫn đường, chỉ lối cho gia đình mình đi đến những cái thành công, đi đến những cái bước ngoặc mới nhá anh chị nhá. Vâng, từ những cái làn sóng nước anh chị có thể thấy nhà em làm kênh bong này, tỉ mỉ uốn lượn quanh luôn anh chị ơi, rất là tự nhiên anh chị ơi. Vâng, những anh chị nào mà có con cái này, chồng hay là đang thi cử này, đang muốn thăng tiến trong công việc thì cũng đừng bỏ qua tác phẩm này anh chị ơi. Một tác phẩm rất là phong thủy, mang lại những cái điều may mắn, những cái thành công về cho gia đình mình. Vâng. Vâng, anh chị nào mà ưng tác phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai số điện thoại là 0944 812 986 và 0822 338 345. Vâng, để anh chị không phải chờ đợi lâu thì em xin mời anh chị sang tác phẩm thứ tiếp theo. Tứ linh hội tụ cho em gái này, được chế tác trên nền chất liệu gỗ bách xanh. Vâng, em xin thông báo chiều cao, kích thước cũng như là giá cả để anh chị cân đối không gian và tài chính bên mình. Với chiều cao là 1m74, chiều ngang là 78 và chiều sâu là 48. Tặng kèm cho anh chị một chiếc kỷ 25cm, giao lưu với anh chị là 26.500.000 đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc cho em gái này. Vâng, tứ linh là bốn linh Phật
vật quan trọng trong sức mạnh này, là một tác phẩm hội tụ bốn linh vật là Long Lân Quý Phụng cho em gái này. Vâng, trước hết nào anh chị có thể thấy là một chú rồng này, một chú rồng là biểu tượng cho công danh và tài lộc cho anh chị nhé. Vâng, là một linh vật đứng đầu trong bốn linh vật biểu tượng cho người quân tử chính nghĩa anh chị nhé. Trượng nhìn cho em diện mặt một thần thái rất là có hồn này, từ những cái vẩy này, từ những cái sừng này nhà em vuốt rất là tỉ mỉ chi tiết cho em gái này, vuốt cong lên làm kênh bong sạch sẽ nhá. Vậy thì đánh cũng là vẩy kép cho em gái này, mang lại những cái may mắn, những cái tài lộc về cho gia đình mình. Vâng, anh chị có thể ngắm cho em này, một chú rồng rất là to, rất là với những cái tư thế rất là kiêu hãnh luôn anh chị nhá. Từ những cái móng vuốt này, móng vuốt nhà em vuốt cũng chạm chỗ rất là già, gây cho thấy là một chú rồng rất là già cho em gái này. Vâng, anh chị có thể làm kênh bong tỉ mỉ cho em gái này. Vâng, mang lại tài lộc và công danh về cho gia đình mình nhá. Vâng, bên dưới nhà em còn chế tác thêm một chú phượng hoàng này, một chú phượng hoàng này biểu tượng cho sự bất diệt, tái sinh và bất diệt cho em gái này. Bất diệt, anh chị có thể nhìn này, làm hàng rất là tỉ mỉ chi tiết nhá, kênh bong này, từ những cái chiếc lông này nhà em chạm chỗ cũng rất là tỉ mỉ này. Vâng, chạm kênh bong sạch sẽ cho em gái này. Dạ vâng, là cũng là biểu tượng cho những cái đức tính của con người Việt Nam anh chị nhá, cần mẫn và nhân hậu này. Vâng, từ những cái lông này nhà em chạm chỗ này, kênh bong sạch sẽ cho em gái này. Vâng, bên dưới nhà em còn chế tác thêm một chú lân này, một chú lân, một chú nghe xù anh chị ơi, với những cái thần thái rất là dữ tợn luôn ạ. Vâng, từ những cái thần thái càng dữ tợn thì càng trấn trạch trừ tà tốt anh chị nhá, mang lại canh giữ của cải tài lộc về cho gia đình mình, đánh cũng hoàn toàn là vậy kép cho em gái này. Vâng, một chú lân anh chị nhá, một chú lân này rất là từ những cái nhà em làm tỉ mỉ kênh bong cho em gái này. Vâng, bên cạnh nhà em còn chế tác một chú long quy này, một là chú long quy là biểu tượng cho một chú rùa anh chị ơi, cũng là một linh vật sống trong bốn linh vật anh chị nhá. Long quy thì thường lại đem lại tài lộc này, sức khỏe này, tiền bạc về cho gia đình mình. Anh chị có thể ngắm kỹ hàng rất là tỉ mỉ chi tiết, kênh bong này, từ những cái chiếc vẩy, chiếc mai ở nhà em làm cũng rất là tỉ mỉ chi tiết này. Vâng, anh chị có thể nào ngắm quan sát kỹ cho em tổng quan lại tác phẩm này. Vâng, một tác phẩm rất là đẹp luôn, hội tụ bốn linh vật, bốn điều thiêng liêng nhất trong trời đất của em, trong trời đất cho em này. Vâng, hàng tỉ mỉ kênh bong đến từng chi tiết một. Vâng, anh chị nào ưng tác phẩm thì nó cũng có thể là liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai số điện thoại là 0944812986 và 0822338345. Vâng, một tác phẩm vô cùng xứng đáng để anh chị có thể là dinh về ngôi nhà mình. Vâng, anh chị nào ưng tác phẩm nào thì liên hệ hoặc là để lại cho em tín hiệu ở dưới video. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau.